Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư chi đoàn Lê Ngọc Dương, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên thu hàng trăm triệu đồng từ mô hình trồng hoa hồng các loại. Hiệu quả tích tụ ruộng đất ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Góp sức dân làm đường nội đồng ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ninh Bình nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy. Bắc Ninh thực hiện chương trình chung tay vì người nghèo, vì ngày mai tươi sáng. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm trở lại đây, bà con nông dân ở hợp tác xã Bảo Xuyên, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định phấn khởi hơn khi sản phẩm cây trồng chủ lực là cây ngô nếp về địa phương đã mang lại giá trị kinh tế cao qua liên kết tiêu thụ nông sản với công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Dương, cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định. Nhờ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học vào đầu tư công nghệ sấy khô, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Dương đã nâng cao giá trị nông sản, đồng thời giúp giải quyết bài toán trong sản xuất nông nghiệp, đó là tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. 15 hectare trồng ngô nếp của hợp tác xã Bảo Xuyên đang thời kỳ chỗ cờ phun dâu. Theo người dân ở đây chia sẻ, nếu như trước đây, sau mỗi vụ thu hoạch, bà con phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm, thu nhập bấp bênh, giá cả phụ thuộc vào thị trường, thì 2 năm trở lại đây, kể từ khi hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với công ty trách nhiệm hạn Minh Dương bao tiêu sản phẩm cho các hộ trồng ngô, bà con đã yên tâm trồng cấy. Với phương thức liên kết, công ty cung ứng giống, vật tư, phân bón, quy trình chăm sóc có cán bộ kỹ thuật giám sát, hướng dẫn cho bà con, đảm bảo ngô sinh trưởng phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm. Vụ thu hoạch năm 2016, cây ngô của hợp tác xã Bảo Xuyên đã cho năng suất cao, đồng thời thu nhập của bà con cũng tăng lên đáng kể so với trước kia. Với mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm ngô nếp giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Dương và hợp tác xã Bảo Xuyên cho thấy, người nông dân không những được hưởng lợi mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh phát triển, tạo bước đột phá trong công nghiệp chế biến nông sản. Là một trong những loại cây khá dễ trồng có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người dành chơi hoa, anh Lê Ngọc Dương, bí thư chi đoàn thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã nắm bắt thị trường và phát triển mô hình chuyên trồng và ghép các loại hoa hồng, bước đầu đã mang lại nguồn thu lớn. Năng nổ trong hoạt động đoàn tiên phong trong phát triển kinh tế với truyền thống 3 thế hệ làm nghề trồng hoa hồng, năm 2012, anh Dương mở rộng mô hình trồng hoa lên 5.000 m² với gần 200 giống hoa hồng các loại. Qua quá trình thực tế tự nghiên cứu và học hỏi từ những người đi trước, song song với việc phát triển hoa hồng cổ Sapa, anh Dương còn nhập khẩu các loại hoa mới từ Thái Lan, Anh, Pháp về để nhân giống, tạo ra những cây hoa hồng có nhiều màu sắc và khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt. Cây cho hoa quanh năm đáp ứng được nhu cầu chơi hoa của thực khách. Tùy loại và độ tuổi mà hoa có giá bán từ vài trăm nghìn cho đến hàng trăm triệu đồng một cây. Trong đó, loại hoa được nhiều người lựa chọn vẫn là hồng cổ Sapa, Vân Khôi, Juliet, Catalia, Misaki. Trừ chi phí mỗi năm, anh thu lãi 400 đến 500 triệu đồng từ trồng hoa. Thưa quý vị và các bạn, tích tụ tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn công nghệ cao gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập của nông dân đã được huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình triển khai. Nhờ đó mà sản xuất nông nghiệp những năm gần đây của huyện chuyển biến tích cực. Tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt bình quân 2,6% một năm. Huyện Hưng Hà hiện có 25 xã thị trấn thực hiện tích tụ ruộng đất nông nghiệp với diện tích trên 570 ha, chiếm 5% diện tích đất canh tác. Gần 500 gia đình doanh nghiệp tích tụ ruộng đất. Để sử dụng hiệu quả tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, huyện Hưng Hà đã xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa gắn với cây màu vụ hè, vụ đông. Do đầu tư sản xuất đảm bảo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, nên hầu hết các mô hình tích tụ ruộng đất có thu nhập từ 100 đến 600 triệu đồng một hecta một năm, gấp từ 3 đến 5 lần so với cấy lúa. Tiêu biểu như xã Hồng Vinh đã quy hoạch 140 hectare đất bãi cấy lúa kết hợp với trồng bầu mang lại giá trị kinh tế từ 170 đến 200 triệu đồng một hectare một năm. Xã Dân Chủ xây dựng cánh đồng mẫu 100 hectare chuyên sản xuất lúa Nhật xuất khẩu kết hợp sản xuất cây màu vụ đông. Hiệu quả từ tích tụ ruộng đất đang tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Hưng Hà.
Thực hiện chương trình dân vận khéo trong dồn điền đổi thửa, Hội cựu chiến binh xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tích cực tuyên truyền vận động gia đình hội viên mạnh dạn nhận ruộng ở những vùng sâu trũng để xây dựng các mô hình trang trại tổng hợp. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, mang lại thu nhập cao. Mô hình của cựu chiến binh Phạm Trung Sinh là một trong những điển hình như thế. Năm 2014, thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa của xã, gia đình ông Phạm Trung Sinh đã mạnh dạn dồn diện tích ruộng của gia đình vào một vùng để phát triển mô hình kinh tế theo hướng trang trại và gia trại. Gia đình chúng tôi thì dồn về đây, nói chung tổng diện tích được 2 mẫu. Nói chung chúng tôi đã quy hoạch nói chung là vườn cây ao cá, nên là chúng tôi bố trí là nói chung sản xuất về vấn đề thứ nhất là cây cối, hai nữa là vấn đề về ao chúng tôi sẽ thả ít cá để thu hoạch. Trong năm vừa rồi chúng tôi hiệu quả kinh tế thì nói chung là về vấn đề thu hoạch thì một năm chúng tôi là thu vừa chi tổng thu thì nói chung khoảng độ 100 triệu. Thì chi phí các thứ chúng tôi cũng thu được vài chục triệu. Tận dụng diện tích quanh bờ ao, ông đã xây dựng chuồng trại nuôi gà và trồng thêm các loại cây ăn quả như mít thái, ổi, chuối tây, chanh không hạt. Đến nay các loại cây này phát triển tốt và đã cho thu hoạch. Riêng đối với cây chanh không hạt, hay còn gọi là chanh tứ quý, là loại cây dễ trồng, dễ thích nghi, cho thu hoạch quanh năm. Hơn nữa nhờ được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cho hiệu quả khá cao. Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, ông Sinh còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật trồng các loại cây ăn quả cho các cựu chiến binh có nhu cầu. Đến nay, hội cựu chiến binh của xã có hàng chục mô hình phát triển theo hướng này, từ đó đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Trong khi việc làm đường giao thông nội đồng ở một số địa phương gặp khó khi không còn nhận được sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, thì ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, người dân đã đóng góp hàng tỷ đồng để bê tông hóa các tuyến đường nội đồng, tạo điều kiện cho cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tiêu biểu trong góp sức dân làm đường ở Tứ Cường là đội sản xuất số 6. Đội 6 có khoảng 95 mẫu đất sản xuất nông nghiệp. Trước đây, đường ra đồng lầy lội gây khó khăn cho việc đi lại chăm sóc cây trồng của người dân và áp dụng máy móc vào đồng ruộng. Từ năm 2014, được hỗ trợ xi măng của tỉnh, đội đã làm 4,5 km đường giao thông nội đồng. Hiện nay, dù không còn được hỗ trợ nguồn xi măng, nhưng nhận thức được lợi ích của việc trải bê tông đường nội đồng, nên người dân đã thống nhất họp bàn và quyết định cùng góp tiền hoàn thành các tuyến đường giao thông nội đồng còn lại, có chiều dài khoảng 3,8 km. Hiện nay đã hoàn thành 20 km và phấn đấu hoàn thành 1,8 km còn lại trong năm 2017. Trong khi nhiều địa phương gặp khó khi không còn nhận được nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh để làm đường nội đồng, thì các thôn đội ở xã Tứ Cường đã biết huy động sức dân chung tay thực hiện, từ đó tạo nên một diện mạo mới trên các cánh đồng của xã. Quan trọng hơn nữa, việc bê tông hóa các tuyến đường nội đồng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân ra đồng chăm sóc lúa, rau màu, cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới vào sản xuất, từ đó tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có khoảng 16.000 doanh nghiệp, cơ sở quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, nhà xưởng của các doanh nghiệp sản xuất hầu hết đều làm bằng kết cấu xưởng sắt, mái tôn có giới hạn chịu lửa thấp, khối lượng nguyên vật liệu hàng hóa thiết bị sản xuất nhiều luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được các doanh nghiệp, cơ sở cũng như các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu xử lý khi có cháy nổ, sự cố xảy ra. Trong đó, ngoài việc trang bị đầy đủ hệ thống bình chữa cháy, hệ thống biển báo, hướng dẫn thoát nạn, đến nay trên 60% các doanh nghiệp, cơ sở đã thành lập được tổ, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở từ 20 đến 25 thành viên. Hàng tháng định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện và nguồn nước chữa cháy, đảm bảo đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại chỗ. Hàng năm, nhiều doanh nghiệp, cơ sở còn chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy nhằm kiểm tra khả năng xử lý tình huống cháy nổ, tổ chức thoát nạn của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và sự phối hợp chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Đối với những cơ sở lớn, đặc biệt là các cơ sở đầu tư nước ngoài, cơ sở liên doanh thì là người ta cũng có cái sự quan tâm rất là tốt đối với lĩnh vực phòng cháy cháy. Có nhiều cơ sở là đã đầu tư rất là quy mô bài bản,
về trang thiết bị phương tiện, kể cả là trang bị phương tiện xe chữa cháy cơ giới. Hàng năm ấy, chúng tôi đều có cái chương trình huấn luyện định kỳ cho cơ sở và cái thực tập cho cơ sở theo cái quy định của nhà nước. Với việc tăng cường phối hợp cũng như nâng cao ý thức đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nên từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh chưa để xảy ra vụ cháy lớn nào. Nhưng để đảm bảo an toàn hơn nữa cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần đưa công tác phòng chống cháy nổ đi đôi với hoạt động sản xuất, đảm bảo không để sai sót, tình huống bất ngờ xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn tài sản của doanh nghiệp, tính mạng của người lao động. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê sơ bộ năm 2016 ở Hà Nội, tỷ lệ sơn nước bột bả nhái thương hiệu kém chất lượng chiếm 45% thị trường. Ở thành phố Hồ Chí Minh, con số này khoảng 65%. Vậy làm thế nào để người tiêu dùng Thái Bình phân biệt được sản phẩm sơn nước chính hãng đảm bảo chất lượng và an toàn đối với sức khỏe? Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Ngôi nhà của ông Phạm Hồng Tú ở xã Bình Nguyên, huyện Kiến Sương hoàn thiện phần sơn nội ngoại thất vào cuối năm 2014. Trong quá trình chọn sơn, ông được nhân viên tư vấn sử dụng sản phẩm mang tên nước ngoài, được sản xuất tại Việt Nam, đảm bảo độ bền trên 3 năm. Khi mà họ ấy sơn xong thì họ ấy bảo là chỉ trong một ngày, trong 24 tiếng đồng hồ là sơn đã khô đã chết rồi. Xong 4 ngày là bị gặp bão là toàn bộ là nó sùn hết ra, đấy, nó bọng hết nên khi nột ra nó cứ ra từng mảng một. Khi mà khô rồi là nó lại đét vào, thì bây giờ hiện tượng là cứ mưa khoảng một vài tiếng là nó lại phồng hết ra, rộp hết ra. Còn đây là bức tường đã chuyển màu của gia đình ông Nguyễn Hồng Quân ở xã Nam Cao, huyện Kiến Sương. Sau hai lần sơn trong 3 năm, đến nay màu xanh coban nổi bật đã bị phấn hóa, loang thành màu xanh tím. Điều này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của gia chủ. Việc lựa chọn sản phẩm sơn nội ngoại thất tưởng như rất đơn giản, nhưng người tiêu dùng không nên chủ quan. Để tránh thiệt hại về sức khỏe và kinh tế, người mua hàng nên đến những cửa hàng được ủy quyền phân phối sản phẩm chính hãng để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và hưởng trọn vẹn các chế độ bảo hành sản phẩm. Với mục đích giúp đỡ những cựu thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn xây mới sửa chữa nhà ở, những năm qua, huyện đoàn Ân Thi tỉnh Hưng Yên là đơn vị điển hình trong phong trào xây dựng nhà nhân ái, ngôi nhà khăn quàng đỏ. Phong trào nhà nhân ái được triển khai từ năm 2011, đến nay đã có 7 ngôi nhà được xây mới từ nguồn ủng hộ của các cấp bộ đoàn trong huyện. Năm 2017, có gia đình em Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn được hỗ trợ xây mới với số tiền gần 53 triệu đồng. Ngoài ra, cùng với tỉnh đoàn, huyện đoàn Ân Thi còn quan tâm giúp đỡ những đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi thông qua phong trào ngôi nhà khăn quàng đỏ. Điển hình như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho em Đặng Thị Tươi, học sinh lớp 9 ở thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Đây là phong trào có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, góp phần củng cố tổ chức đoàn thêm vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là nghĩa cử cao đẹp của dân tộc ta từ bao đời. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nghĩa cử ấy ngày càng được phát huy và có sức lan tỏa rộng rãi. Minh chứng rõ nét nhất chính là cuộc vận động ủng hộ quỹ Ngày vì người nghèo đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Nhiều ngôi nhà, vật tư, con giống được trao tận tay từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế. Tiếp tục truyền thống tốt đẹp của ông cha, cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm nay lại nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhân dân trong toàn tỉnh Bắc Ninh. Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, những năm qua huyện Quế Võ đã phát huy được vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh cộng đồng chung tay vì người nghèo. Với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,83%, toàn huyện được giao chỉ tiêu ủng hộ quỹ vì người nghèo là 1,1 tỷ đồng. Đến thời điểm này, toàn huyện Quế Võ đã vận động ủng hộ được 1,07 tỷ đồng, đạt trên 97% so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, nhiều đơn vị đã hoàn thành kế hoạch như xã Châu Phong, thị trấn Phố Mới, Hán Quảng, Cách Bi. Không chỉ hỗ trợ về xây dựng nhà ở, huyện Quế Võ cũng có nhiều chương trình như tặng học bổng cho học sinh nghèo, giới thiệu việc làm, tặng bò, hỗ trợ giống cây trồng cho người nghèo. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ xây mới và bàn giao trên 100 nhà đại đoàn kết, đạt trên 70%. Với phương châm siết chặt công tác rà soát hộ nghèo, xác định đúng tiêu chí, hỗ trợ đúng đối tượng được hưởng. Bởi vậy mà những năm qua, cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo tại Quế Võ luôn được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.
mồ côi mẹ từ bé, lớn lên trong tình yêu thương của cha và sự giúp đỡ của bạn bè và các thầy cô. Thế nhưng em Hoàng Quốc Luân, học sinh lớp 9C trường Trung học cơ sở Phạm Huy Thông, tỉnh Hưng Yên, vẫn luôn là một trong những học sinh được các bạn bè trong lớp nể phục bởi sự chịu khó và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Không có được điều kiện tốt như các bạn cùng trang lứa, Luân luôn lấy đó làm động lực để cố gắng học tập, tạo niềm vui cho bố. Luân luôn biết cách sắp xếp để phụ giúp bố trong sản xuất nông nghiệp và dành thời gian cho việc học tập. Bên cạnh việc tập trung và nắm chắc kiến thức ngay tại lớp, khi về nhà em cũng luôn tranh thủ làm thêm các bài tập nâng cao, đặc biệt là môn tiếng Anh, niềm đam mê lớn nhất đối với em. 8 năm liền là học sinh giỏi, học đều các môn. Năm học vừa qua em đạt giải 3 kỳ thi Olympic tiếng Anh năm 2016-2017, xuất sắc lọt vào top 5 cuộc thi tiếng Anh quốc tế dành cho học sinh trung học cơ sở năm 2016-2017. Nhắc tới Bắc Ninh là nhắc tới những làn điệu dân ca quan họ Tranh Đông Hồ, Đúc Đồng Đại Bái, Rượu Làng Vân, Bánh Phu Thê. Cũng trên mảnh đất này có một làng nghề đã tồn tại lâu năm với những sản phẩm nổi tiếng cả thị trường trong và ngoài nước. Đó là mây che đan Xuân Lai thuộc làng Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình. Làng nghề thủ công che trúc Xuân Lai được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 829 ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hiện cả làng có 255 hộ sản xuất nghề tre, 45 hộ chuyên sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm chất lượng cao từ tre trúc, thu hút 540 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Tổng giá trị sản xuất từ nghề mây tre đan của thôn ước đạt 30 đến 40 tỷ đồng một năm. Đến nay, dưới bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của các nghệ nhân Xuân Lai, cây tre được biến tấu thành những sản phẩm có giá trị sử dụng và nghệ thuật cao, như tranh tre, nội thất bằng tre và cả những công trình kiến trúc, khuôn viên được thiết kế trang trí từ tre hun Xuân Lai. Để có được những sản phẩm hun khói đẹp là cả một kỳ công. Sau khi khai thác, tre trúc thường được ngâm dưới ao vài tháng để tránh mối mọt, đồng thời tăng độ dẻo dai. Trước khi được vớt lên, tre được nắn thẳng và xếp vào lò hun bằng rơm trộn đất sét. Lò chỉ có khói, không có lửa, và được chắt kín nhiều ngày đêm. Tùy thuộc vào màu sắc yêu cầu, thời gian được điều chỉnh phù hợp. Nếu là màu nâu, thời gian sẽ ngắn hơn. Màu đen bóng yêu cầu thời gian hun dài hơn và có thể phải hun nhiều lần hơn. Nhiều hộ gia đình thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô lớn. Các sản phẩm từ tre hun khói của Xuân Lai có mặt ở những cửa hàng lớn trong nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và còn được xuất khẩu đến một số nước trên thế giới như Nhật, Mỹ, Đài Loan hay thị trường các nước châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ độc đáo trong kiến trúc, chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình còn nổi tiếng là ngôi chùa cổ linh thiêng, là điểm đến tâm linh của người dân trong vùng và du khách thập phương. Các giá trị của chùa Keo ngày càng được bảo tồn phát huy khi năm nay lễ hội chùa Keo được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, điểm đến du lịch quốc gia từ năm 2013, chùa Keo ngày càng thu hút đông đảo du khách thập phương. Càng vinh dự hơn khi đầu năm nay, lễ hội chùa Keo được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều đó một lần nữa khẳng định những nét độc đáo riêng có và đặc sắc của chùa Keo Thái Bình. Lễ hội chùa Keo là một cái lễ hội mà có thể nói nó mang tính truyền thống và đặc sắc của vùng đồng bằng sông Hồng. Nó phản ánh toàn bộ cái cuộc đời sự nghiệp của Đức Thánh Dương Không Độ, thiền sư người có công xây dựng nên ngôi chùa Keo này, cũng như phản ánh toàn bộ cái cuộc sống sinh hoạt xã hội cũng như sinh hoạt về tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân ở trong cái vùng này. Cho nên là có thể nói lễ hội chùa Keo còn lưu giữ được rất nhiều các cái hoạt động, các cái trò chơi dân gian, không chỉ đại diện cho cái Vũ Thư Thái Bình chúng ta mà nó còn mang cái nét đặc trưng đại diện cho cái nền văn hóa của cả vùng miền. Hiện nay, lễ hội chùa Keo được tổ chức ngày càng khoa học, quy mô hơn, khôi phục thêm được nhiều hoạt động văn hóa thể thao dân gian ý nghĩa, đặc sắc. Huyện Vũ Thư đang phối hợp hiệu quả với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật độc đáo của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Keo, giới thiệu mảnh đất, con người nơi đây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của tỉnh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.